Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Hai bàn tay em như hoa đầu cành, hoa hồng hồng nụ, cánh tròn ngón xinh. Đêm em nằm ngủ, hai hoa ngủ cùng, hoa thì bên má, hoa ấp cạnh lòng. Tay em đánh răng, răng trắng hoa nhài. Tay em chải tóc, tóc người ánh mai. Giờ em ngồi học, bàn tay siêng năng, nở hoa trên giấy, từng hàng răng răng. Có khi một mình, nhìn tay thủ thỉ, em yêu em quý, hai bàn tay em. Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót. Học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót. Học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.